Những không gian mô phỏng điểm đến du lịch văn hóa lịch sử hấp dẫn như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long thu hút khá đông du khách tới check-in, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan mua sắm những sản phẩm thủ công truyền thống. Các gian hàng được xây dựng theo mô hình các dãy phố cổ với kiến trúc truyền thống, thoáng mát, thân thiện với môi trường. Thủ công truyền thống của ở đây rất là đẹp, kỹ, hàng rất kỹ. Tôi nhìn từ cái lồng bàn, nón, rồi quạt, hàng nào cũng đẹp. Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu sản phẩm tinh hoa là nghề Việt để mang đến du khách đến tham quan và check-in có điểm đẹp. Với gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề. Lễ hội du lịch Hà Nội cũng là cơ hội để các nghệ nhân, thợ giỏi của các làng nghề giới thiệu những tinh hoa của những sản phẩm thủ công tới du khách. Một số các gian hàng trưng bày thì tôi thấy là rất là phong phú. Thế còn các những cái thủ công, chẳng hạn như là nón, mũ phù hợp với thị hiếu của mình và đồng thời cũng sự tò mò và sự tìm hiểu của người nước ngoài. Bên cạnh tham quan các gian hàng đồ thủ công truyền thống, du khách còn được trải nghiệm không gian ẩm thực đặc trưng của Hà Nội như phở, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Hồ Tây. Ăn cái bánh cuốn ở đây cũng thấy thì cái bánh cuốn Thanh Trì thì cũng nổi tiếng rồi. Thế hôm nay mới được thưởng thức thì thấy ngon thật. Còn hơn tất cả mình đi rất là nhiều như là Vân Đình hay là nhiều nơi mình ăn nhưng mà nó không có mềm, nó không có ngon như này. Cũng nhân dịp này, các doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra các sản phẩm kích cầu du lịch khuyến mại, giá hấp dẫn. Đặc biệt là các sản phẩm tour được xây dựng trên cơ sở những điểm di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội và các địa phương. Điển hình như công ty lữ hành Hà Nội Tourist giới thiệu tour trải nghiệm sông Hồng với giá ưu đãi. Công ty lữ hành Tràng An giới thiệu các sản phẩm du lịch có ưu đãi giảm giá khoảng 10%. Với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, lễ hội du lịch tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử hấp dẫn của Hà Nội, quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa con người Hà Nội đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô.